Xin kính chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn bây giờ là khoảng 8 giờ tối và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường ngã ba đường Mạc Đình Chi với lại đường Trần Cao Vân. Thẳng hướng camera là con đường Mạc Đình Chi đi thẳng ra bệnh viện RAN cũng như là bệnh viện Nhi Đồng. Ngày đây là ngã ba Trần Cao Vân. Chúng ta sẽ vừa phải. Ngày đây có quán cà phê Highland. Quán cà phê cũng rất là đẹp và rất là mát. Ở đây con đường này có rất là nhiều cây. Con đường này phải nói là mát bậc nhất ở Sài Gòn luôn á. Trong thời điểm này. Tối nay thì anh chị và các bạn chúng ta sẽ đạp xe một vòng từ ngã ba Mạc Đình Chi này. Chúng ta sẽ đi theo con đường Trần Cao Vân, đi qua một vòng hồ Con Rùa, rồi đi về con đường Tự Do, cũng như là con đường Đồng Khởi ngày nay. Chúng ta sẽ đạp một tour, city tour. Hồi nãy em đạp từ nhà đi Cách Mạng Tháng 8 vòng qua Điện Biên Phủ, rồi đi về. Bây giờ là đang trên đường đi về. Tối nay đạp một vòng tròn vậy thôi. Ngày đây có miếng phở gà 43 Mạc Đình Chi này. Ngày đây là ngã tư Phùng Cắt Khoan với lại Trần Cao Vân. Ở trên con đường Mạc Đình Chi thì có quán phở, phở Cao Dân cũng rất là có tiếng, rất là lâu năm. Nhưng mà cũng lâu rồi, VLM TV không có quay trở lại, không biết bây giờ có còn ngon như xưa không. Bên đây có quán gì đẹp bây giờ, quán cà phê Be My. Quán cà phê cũng rộng quá ha. Ở đây là ngay ngã tư Hai Bà Trưng. Ở đây có cái trạm xăng. Vừa rửa xe vừa bơm xăng luôn nè. Cái cây xăng là rất là lớn ha. Thẳng hướng Hai Bà Trưng này chúng ta sẽ đi ra chợ Tân Định, công viên Lê Văn Tám cũng như là khu nghĩa trang Mạc Đình Chi ngày xưa. Ngay đây có cái nhà mà bữa mình đi ngang thấy đang bán cho thuê. Hôm nay lại dán quá trời số điện thoại rồi. Mới có 1-2 số à. Bữa nay thêm cả chục số nữa. Buổi tối đi đạp xe lòng vòng ở Sài Gòn thì mát mẻ ha. Ban ngày nắng quá chịu không nổi. Tối nay dẫn bà con cô bác chúng ta đi một tour mà đi ngang những con đường quen thuộc để xem đó có hàng quán gì. Ở đây có quán Chiêu Sa, quán bia giống như quán cà phê cốc vậy đó. Trên con đường Trần Cao Vân có một cái hẻm. Đây bữa nào mình vô khám phá thử cái hẻm đó. Hẻm đó thấy mới vừa qua nè, bên tay phải nè. Mới vừa qua thấy cái hẻm cũng tương bí á. Hay lớn. Đây là khu Con Rùa. Mấy bữa em đi bộ trong vòng nhà thờ Đức Bà đó. Rồi có cô chú anh chị nhắn là đi tới nhà thờ Đức Bà rồi mà không đi luôn con hồ Con Rùa. Khi mà đến Sài Gòn chưa đi hồ Con Rùa coi như là chưa đến Sài Gòn. Hôm nay mình cùng đi vòng đây ha. Đây thì cũng như mấy lần trước thì khung cảnh nó cũng không có gì thay đổi. Thì ở đây có rất là nhiều quán cà phê xung quanh cái hồ Con Rùa này, và hồ Con Rùa này cũng được xem là cái khu phố đi bộ. Nhưng mà ở đây thì đi bộ chỉ đi bộ vòng vòng cái vỉa hè bên đường bên phải nè,
nhưng mà các vỉa hè này thì người ta bán buôn cũng nhiều, cũng khó mà khó nào về đi bộ. Hồ con rùa ngày nay thì không có còn con rùa như ngày xưa nữa. Ngày này là ngã ba, ngày đây là cái ngã rẽ vào con đường Võ Văn Tần cũng như là Trần Quý Cáp ngày xưa. Hồ con rùa tối nay không được đông lắm, do là ngày giữa tuần, giữa tuần thì khác cuối tuần. Rồi, chúng ta đi thẳng Duy Tân luôn ha, cũng như là con đường Phạm Ngọc Thạch ngày nay. Ở xung quanh hồ con rùa thì có mấy cơ quan, tại mấy cửa hàng người ta cũng đóng cửa. Ở đây có gì, công ty cổ phần dịch vụ quảng trường quốc tế, đây có quán cà phê Fin Deli nè. Vòng vòng cái hồ con rùa này là nó là rất là nhiều những quán cà phê, nhưng mà đi chắc cỡ có 2 tuần nữa mới giáp, thậm chí cả tháng, cả tháng mới giáp mấy quán cà phê này. Những quán san sát nhau. Ở đây có Sài Gòn Cà Sa, quán cà phê cũng rất là lớn. Rồi tới quán nhậu phố 79. Nhìn quán nhậu này chắc nghi quá. Chắc là quán nhậu vui vẻ rồi. Vui vẻ trong ngoặc kép á. Xe bán gì đây, khô mực, bánh tráng nướng được quá trời. Sao tập kết đây dữ vậy ta? Hay là bị đô thị dí nữa rồi? Bên kia là khu nhà văn hóa thanh niên, nơi diễn ra nhiều cái sự kiện hàng tuần. Đi mỗi khi đi ngang khu này giống như là đi ngang một cái khu rừng vậy đó. Chúng ta nghe tiếng ve kêu, nghe tiếng ve kêu giống như là mùa hè, báo hiệu mùa hè sắp về rồi đó. Mỗi khi đi những con đường này nhớ lại ký ức thời học sinh đó, thời sinh viên đó. Không biết anh chị và các bạn này như thế nào ha. Bên phải cũng là ngôi trường ngày xưa của cô chú anh chị ngày xưa nè. Ngày nay là thành đoàn, rất là lớn ha. Qua đây là con đường Alexander Road, đi ra hướng đường Công Lý, cũng như là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mấy bữa, không phải mấy bữa mà trước giờ em thường hay đi những con đường nào đó, thì cái đường nào mà biết tên ngày xưa thì em cũng đều nêu lên hết. Nhưng mà có nhiều khán giả chắc mới á, khi mà nghe tên ngày xưa thì tại vì giờ không sử dụng nữa, cũng có những cái lời nó không được hay cho lắm, nên thôi thì thôi mình bỏ qua đi ha. Những cái bản tính như thế thì nó hạn hẹp đến nỗi cái sự chia sẻ nó hạn hẹp đến nỗi mà người ta nêu lên xưa và nay mà cũng bắt lỗi bắt phải nữa, thì thôi thì không cần phải gắn kết làm gì. Cái bản chất quá hẹp hòi, thà không biết chứ biết thì 25 TV cũng chia sẻ. Tại vì có xưa thì mới có nay, thì xem cái video clip thì nó cũng gợi nhớ lên nhiều cái ký ức về một thời
Sài Gòn xưa. À, là đây là khu công trường công xã Paris, có nhà thờ Đức Bà với lại bưu điện Sài Gòn. Khu nhà thờ Đức Bà ngày nay đang trùng tu sửa chữa, dự kiến là hết 2025 mới xong. Và đây là chúng ta thấy cái khu này ngày trước hay bán cà phê, bán nước. Các bạn trẻ hay lót áo mưa ngồi. Nhưng mà ngày nay thì ở đây trống trải rồi nè. Giờ là lòng lề đường hầu như là trống trải bớt, trống trải hơn rồi. Khi mà lòng lề đường trống trải thì có nhiều người cuộc sống họ sẽ vất vả hơn, khi mà họ bán buôn từ rất lâu rồi ha. Thì tới thời điểm này cũng là thời điểm mới thay đổi rồi, không có cái gì mà còn mãi hết. Đây là con đường Đồng Khởi cũng như là con đường Tự Do, ngày xưa nữa là đường Katina, qua rất là nhiều thời kỳ cũng cùng một con đường nhưng có rất nhiều những cái thân phận. Còn cái thời Katina thì con đường này có rất là nhiều xe xe kiểu xe cổ mộ, xe ngựa. Theo những tư liệu và những hình ảnh Film TV được thấy trên Internet, không biết thời của cô chú anh chị thì nó như thế nào. Đối với ngày hôm nay thì chúng ta thấy ở khu vực này cũng có nhiều cơ quan mà hầu như là sử dụng không hết. Ở bên đây là khu giống như là chung cư vậy đó. Nhưng mà không biết ngày xưa là cơ quan hay là cái cư xá hay là chung cư. Bên phải là khu doanh trại quân đội, rồi tới các cơ quan truyền thông, tài nguyên môi trường, hay là các cơ quan tài nguyên môi trường với lại truyền thông, hay con đường Gia Long cũng như là con đường Lý Tự Trọng ngày nay. Đây là con đường Đồng Khởi, ngay chỗ Vincom. Bên đây là siêu thị Vincom. Ở trên thì cũng có ở Bắc Minh lại office ngay chỗ này như cái dốc vậy đó. Bên phải là khu Tọa Đô Chánh ngày xưa. Dự kiến ngày 1, ngày 30 tháng 4 và ngày 1 tháng 5 sẽ cho du khách vô tham quan Tọa Đô Chánh nè. Hy vọng bữa đó em có thời gian vô chia sẻ cùng anh chị và các bạn ha. Lần đầu tiên Lâm TV đi video quay ở khu Tọa Đô Chánh. Hy vọng là chúng ta sẽ có dịp nhìn lại, không biết bên trong Tọa Đô Chánh nó như thế nào. Đối với nhiều cô chú anh chị ngày xưa sống và làm việc ở đây. Đây lúc trước là cái gì, hôm nay là chuẩn bị xây lên khách sạn rồi nè. Kế bên tòa nhà Bắc Sinh, tòa nhà Bắc Sinh. Khách sạn công ty cổ phần du lịch Việt. Khách sạn này lớn dữ ạ. Tuy không lớn lắm nhưng mà chỗ này là giá tiền cũng kinh hồn lắm. Ở 1 mét vuông là cũng gần
không biết giờ thị trường là bao nhiêu nhưng mà cũng có 1-2 tỷ, nhưng mà không phải có tiền là mua được ha, cả ngàn tỷ một miếng đất. Bên đây là khách sạn rất là xưa rồi, khách sạn Continental. Hầu như giờ khách sạn này mình thấy cũng ít khách, cái số phòng cũng ít, có 2 lầu à. Ở trong này được 3 lầu nè, ở dưới đất là quán cà phê với lại nhà hàng. Ở đây rất là đẹp ha. Nhưng mà khách sạn Continental cũng rất là lâu rồi, rất là xưa rồi, hơn 100 năm ở Sài Gòn. Bên đây là công trường, là công viên Lam Sơn, ngay đầu đường Lê Lợi, hướng ra Nguyễn Huệ. Chúng ta chạy vòng cái bùng binh rồi mình quay trở lại tiếp tục con đường Đồng Khởi ha. Hướng này là ra chợ Bến Thành nè. Đó, chúng ta thấy đây là khu bồn nước, ngày nay đang sửa lại thêm mấy hạng mục nữa nè. Đó, chắc là lót gạch hay sao á. Xung quanh là cái khung sắt. Khung sắt để chống những cái cục đá này nè, để thôi là lâu ngày những cái xe có ủi vô cái này nó lệch cái hình tròn. Để chúng ta đi thẳng ra Đồng Khởi nha. Rồi mấy người này xe đang chạy mà cũng qua đường. Ở Sài Gòn khi mà qua đường thì có chỗ qua đường rất là dễ, có chỗ thì qua đường mệt mỏi luôn á. Ở đây là khách sạn Caravel. Ở khu vực này có rất là nhiều những cái khách sạn, đa phần là khách sạn 5 sao và những cửa hàng hai bên đường. Con đường Đồng Khởi ngày nay thì hầu như là đóng cửa muốn hết. Thấy bảng dán nhà, dán cho thuê nhà trả một phần quá trời. Rồi, ngay đây là con đường Nguyễn Thiệp. Trước mặt chúng ta đây là hãng bánh kem Roda, có từ năm 1948. Đi xung quanh thấy là đa phần là cảnh này không nè. Dán bảng cho thuê nhà rồi đóng cửa. Đây có cà phê Trung Nguyên ngay ngã ba đường Đông Du với lại Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Quên, Đồng Khởi. Bên đây có khách sạn.
khách sạn Sheraton. Ngày nay các khách sạn ở Sài Gòn thì nhưng mà có khách sạn thì giá rất là rẻ, nhưng mà có khách sạn thì giá nó cũng hơi cao. Có nhiều của chú anh chị khi mà ở cái đất nước hải ngoại, ở khu nhiều người Tây quen rồi đó, khi mà về Sài Gòn thì cũng chọn những cái khu như thế này để ở cho nó đỡ bỡ ngỡ, dễ thích nghi hơn. Đặc biệt là những cái món ăn ở đây thì nhiều món Âu, món Tây hơn. Còn nhiều chú anh chị thường xuyên về thì hoặc là cái thói quen sinh hoạt ở hải ngoại, thường sinh hoạt theo kiểu người Việt thì về đây ở đâu cũng được, tùy cái thói quen của mỗi người ha. Đây là khu khách sạn 5 sao, khách sạn Grand, rất là lớn luôn đó. Khách sạn rất là xưa luôn. Ở hướng này chúng ta ra bến Bạch Đằng nè, rất là mát mẻ luôn. Giờ này đạp xe lòng vòng đã dễ sợ. Đạp một tour khoảng gần 10 km rồi. Giờ là đang đạp về. Đây ở trên lầu có quán cà phê Cô Ba nè. Ở đây cũng mát mẻ nữa ha. Ở dưới thì nhà hàng. Rồi lòng vòng Sài Gòn thì những con đường này thì rất là quen thuộc. Hôm nay mình đi dạo, đi lòng vòng giống như là cảm giác mình đang ngồi trên một chiếc xe, tài xế đang chở mình đi vòng vòng, ngắm nhìn đường phố để cảm nhận, để cảm thấy Sài Gòn nó gần hơn với chúng ta mỗi ngày. Rồi thôi, chắc cái video clip hôm nay đến đây tạm dừng. Rất cảm ơn chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn nữa, chúc anh chị và các bạn lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.